Hello cô bác, chị làm sao cho người nước. Đây là hai vợ chồng ý Bến Tre lên đây đúng không? Thăm hai đứa con mà khóc quá trời. Bỏ đi, bỏ đi, người ta tưởng đâu bỏ thăm con, bỏ không có sách vỏ kìa. Ốm luôn á, hai chồng ngủ không có được. Nhớ nó ngoặt đời luôn. Lý do sao mà cho nó lên đây chị? Đi về quê đi thấy không ổn rồi. À, ở dưới quê dưới là ai nuôi? Chị bao xe đi về quê 2 triệu bạc luôn. À, về quê bỏ luôn gia đình rồi bạn cũng chuyện rồi để cho nó chạy nó lộn. Mà gửi gửi cho ai ở dưới á? Bán đi, bán làm thịt đi lấy vốn lại. Bà thương à. Đây. Cắn lộn nè, cắn lộn dưới quê á. Cắn lộn dưới quê nè. Hổng quýnh nha. Đau lòng biết bao nhiêu. Hổng ha, hổng ha. Ôi đen. Mặt rồi cái mặt. Đen. Có ba mà cái mày cậy hả mày? Con nhiều lắm, một tháng mình lên thăm con lần nữa. Khóc rồi. Cố gắng gỡ cho nó mượn nha không? Khóc rồi. Sao có ngày tôi thấy cảnh khóc mà tôi chán quá. Lên đây cười cười cái đi, khóc giờ hoài. Quá, giờ ngủ không được luôn bữa. Bữa con nói là nó không ổn rồi nói đó, bữa chị sáng đi bay. Đúng rồi, trời ơi, chó mà có chủ về đây quải lắm. Trời không dài theo, mua theo mà muốn chết luôn á. Cố gắng để ý giùm chị, yêu cầu không cần nó mạnh. Còn nó sống rồi được rồi. Chị từ từ nó quen, từ từ. Đút ăn rồi, trời ơi, nhỏ mắt rồi. Đen, đen. Đó. Đó. Đây là hai bé này là ở dưới Bến Tre. Bến Tre phải không anh? Bến Tre cái gì cái gì? Mỏ Cài Bắc Bến Tre đem lên đây. Đó. Biết sao có duyên với tôi nữa. Chị gọi em 2-3 lần luôn đúng không? Tại em đâu có cứu liên tỉnh đâu. Em cứu Sài Gòn. Chị gọi anh Thiên Nhân nữa, anh Nhân ảnh nói thôi kiếm mấy ảnh nào đi. À. Chị nói chuyện với ảnh nữa mà. Đúng rồi, ảnh là bên truyền tải mà ảnh đâu có ấy được. Chị gọi là chị phải gọi chạm. Rồi đây nè. À. Đó. Đó. Em thì em không có nhận liên tỉnh nha cả nhà. Này là tại vì nói chung là dạng sự tùy duyên thôi, chứ em không có nhận liên tỉnh. Em là chỉ nhận khu vực Sài Gòn thôi. Chứ để em thôi mai mốt thấy cái video này cái nói ơ sao tôi ở tỉnh mà tôi cầu cứu không nhận nha. Tại vì em không có cái điều kiện cũng không có cái chi phí mà để nhận chó ở tỉnh nha cả nhà. Trời ơi. Nó về đây nó bữa nay nó ăn là tôi mừng rồi đó chứ bà nó không toi là mừng rồi đó chứ ốm. Sao nó nhận bị đổ ghèn quá vậy em? Là nghĩ nó không ăn không uống gì trơn đó. Nó nằm có một chỗ à. Em đừng có buồn nha, tại vì thăm vậy cho ăn cho, em cho ăn cho ăn. Ăn thôi. Đi, ăn đi, trời ơi, cho ăn đi. Đây đâu cái này ăn được của nó. Chị mua nó. À. 170 ngàn tiền đồ ăn nè, cho mấy nó ăn nè. Đi là cây đu đủ chơi à. Ăn. Đó cơm bên chút xíu rồi, ăn cơm cho nó ấm bụng. Trời ơi, lại đái cây đu đủ rồi. Dạ, dạ, đúng rồi, chứ, bệnh dạ. 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 Đâu có, con cứu hộ chó đực mà. Dạ, 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 dạ. Nó chạy kìa. Chạy đi. Ông chồng cũng thương ha. Chạy vô nhà người ta. À nó kêu à. Kêu. Su su không ai thăm hết trơn à. Nè mồ côi nè không ai thăm cũng tuổi thân kìa. Su nè. Ăn đi con, ăn đi là tôm gia đình ta hạnh phúc ăn tôm đồ.
Gia đình hạnh phúc không? Nựng xu miếng cho nó đỡ tủi thân coi chàng. Không, chủ nó bán là thăm gì. Vàng chạy đâu rồi? Ô, nó chạy mất tiêu rồi kìa. Đang nó kêu. Nó kêu ba nó kìa trời. Nó kêu ba nó kìa. Nó kêu ba nó đi mà nó kêu kìa. Con ăn đi nè. À, nó đi. Ăn đi nè, ăn đi con, ăn đi. Út ăn, út kẹo của mẹ nha. Ăn đi, họ không có là cái ngừ nữa. Ngừ nữa con. Dữ quá à. Nè, ăn đi, ăn đi. Ăn đi con. Rồi nó kêu ba nó kìa trời. Ba đi đâu rồi, chạy mất tiêu rồi. Chạy tuốt dưới rồi. Ờ, có con trai tôi không may thăm chân à. Con trai tôi không may thăm chân, trời ơi, cứu hộ. Trời ơi, ra luôn rồi, ra, gọi. Rồi xong rồi. Dạ, dạ. Rồi ăn hết con nhỏ rồi, lu. Thằng này cũng từ Long An lên nè, chủ ra. Rồi. Lu ra ăn ké rồi, lu. Trời ơi, lu ra ké rồi. Vàng lộn vàng. Vàng này lặn lăn hết luôn á. Lu lu. Rồi rồi rồi. Quay 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 quay. Rồi lu vô. Lu. Lu. Ơi. Vô. Kè dính vô nghe ẩm lu vô kìa. Lu. Vào. Lu vô đi con. Vàng đâu vàng. Tội nghiệp không có mồ côi á. Nó tưởng đâu ba má nó lên thăm á. Ăn lu nè. Ẩm lu vô đi. Gà ăn ké mà còn cắn lộn nữa. Trời làm quá trời đồ ăn vậy hả? Làm quá trời đồ ăn luôn nè. Ăn đi gà đen. Mừng quá cũng không ăn luôn hả? Dạ ăn con à. Đi lên đã làm đồ ăn quá trời vậy ha. Nấu hồi nào tới giờ? Rồi. Đó. Đó, cha mẹ đút nó ăn kìa. Con đen á chị, ăn thua con đen á. Con đen nó không ăn á, chị cho nó ăn giùm đi. Trời ơi, con ba đại vô duyên thiệt luôn á. Hai con mèo nữa kìa. Đó, hai con mèo. Hai con mèo của em à. Ơi cơm kìa, lại một lát nó banh cơm hết giờ khỏi ăn giờ ấy. Hai. Rồi, qua Hồng Đen quay lại cái cảnh mà chủ đã tới thăm ba các bé cho cô bác anh chị gần xa trong vòng ngoài nước xem. Tại vì ở đây á, thường thường á là chó cho chạm rồi là không có liên lạc, không có qua lại. Nhưng mà tùy hoàn cảnh ha, tùy hoàn cảnh mà qua Hồng Đen cảm thấy mà chạnh lòng thì qua Hồng Đen cho
cho tới thăm đó. Chứ ở đây là chỉ nhận chó, chó mà không chủ thôi, chứ không có nhận chó có chủ. Nhưng mà tùy vào hoàn cảnh đó. Để thôi là người nào cũng đem, không nuôi cái đem lên đây xong rồi rồi làm phiền mấy ấm. Tại mấy ấm có phải bận nhiều việc lắm, không có cái thời gian mà để giữ chó giùm, cho nên là không có nhận chó có chủ, nhận chó cho thôi. Nhưng mà hoàn cảnh là anh chị này thương các bé quá, cho nên là qua vòng đây ưu tiên cho tới lui thăm. Và có hứa với anh chị là một ngày nào đó nếu mà có điều kiện á, mình thuê được nhà và có chỗ thì qua vòng đây sẽ cho nhận hai bé về để cho đoàn tụ với gia đình. Rồi, qua vòng đen cảm ơn cô bác anh chị rất là nhiều vì đã luôn ủng hộ kênh của qua vòng đen. Và qua vòng đen cũng xin chúc cô bác với anh chị và gia đình thật nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Dạ cảm ơn rất là nhiều. Đây xin chào.